đội Trần Minh Đức Bắc Giang khố đỏ, Đô Hoàng Tiến Lập Công An khố xanh, hai đô vào sới, hai đô xe đài. Tôi chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Rồi ra ngoài. Rồi giữa sớm tiếp tục. Xin công bố kết quả keo vặt vừa qua, hạng cân 65 ở nút không Vũ 23 giây hiệp 1, Hoàng Tiến Lập Công An thắng.